xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo của mình, lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại đem đến cho anh em một tựa game miễn phí để chơi, miễn phí để kiếm tiền, cực kỳ hay, đồ họa thì cực kỳ đẹp nha. Và cụ thể tựa game ngày hôm nay là tựa game như thế nào, cách chơi và cách kiếm token, hay nói cách khác là cách kiếm tiền đối với tựa game này ra sao, thì trước khi vào đến nội dung chính ở trong video ngày hôm nay, anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Và dự án ngày hôm nay mình muốn chia sẻ và hướng dẫn anh em tham gia có tên là DK Mobile Genesis. Link dự án thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em tìm hiểu thêm về dự án nha. Bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em đi tìm hiểu về dự án này qua trang web. Sau đó thì mình sẽ trực tiếp đi vào hướng dẫn anh em chơi cũng như là hướng dẫn anh em kiếm được những cái đồng USDC ở trong tựa game ngày hôm nay nha. Đầu tiên mình xin phép nói qua cho anh em một chút về tựa game ngày hôm nay. Thì tựa game ngày hôm nay là một tựa game với thể loại là nhập vai. Khi mà anh em tham gia vào trong trò chơi, anh em sẽ nhập vai vào một con tướng ở trong tựa game này. Và nhiệm vụ của anh em là đi tiêu diệt những con boss để thu thập những cái tài nguyên, thu thập những cái vật phẩm. Ví dụ ở đây là kiếm này, ví dụ ở đây là áo giáp. Thì đối với tài nguyên, thì cái tài nguyên quan trọng nhất ở trong dự án này, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái thu nhập USDC của anh em, đó là vàng. Vàng này anh em có thể kiếm được từ rất là nhiều nguồn khác nhau. Và cụ thể cách kiếm vàng như thế nào thì một chút nữa khi vào game mình sẽ hướng dẫn anh em trực tiếp nha. Đó là sơ lược cách kiếm tiền cũng như là cách chơi ở trong cái dự án DK Mobile Genesis của ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng với anh em đi tìm hiểu trang web này. Thì đối với cả cái tựa game ngày hôm nay hiện tại chỉ có thể chơi được ở trên các thiết bị Android. Anh em nào mà sử dụng thiết bị iOS thì chưa thể chơi được nha. Anh em hoàn toàn có thể chơi được ở trên thiết bị Android, hoặc là nếu như anh em sử dụng PC thì hoàn toàn có thể tham gia cái tựa game này bằng cách là tham gia qua cái trình giả lập ở trên PC nhé. Đó là một điều rất là buồn cho anh em nào mà sử dụng thiết bị iOS nhé. Tiếp theo thì tựa game ngày hôm nay nó có những nhiệm vụ, có những cái đấu trường khác nhau để cho anh em tham gia. Và từ đó anh em có thể nhận về những cái tài nguyên, đặc biệt ở đây là vàng. Anh em có càng nhiều vàng thì nhận về càng nhiều cái đồng USDC. Và cụ thể tỷ lệ quy đổi như thế nào thì khi vào game mình sẽ chia sẻ để anh em một cách chi tiết hơn nha. Ở trong cái trang web này ấy, thì nó sẽ không có quá nhiều thông tin về cách chơi cũng như là cách kiếm tiền ở trong dự án này, nên là mình sẽ đi lướt qua một chút thôi. Sau đó thì mình sẽ trực tiếp đi vào hướng dẫn anh em chơi và hướng dẫn anh em kiếm cái đồng USDC luôn. Ok. Đặc biệt là tựa game ngày hôm nay là một tựa game chơi miễn phí nha. Anh em hoàn toàn có thể chơi miễn phí. Mình thấy cái tựa game ngày hôm nay ấy, rất là phù hợp với anh em nào là dân cày cuốc nha. Rất phù hợp luôn. Cụ thể tại sao mình lại nói là phù hợp với anh em nào mà thích cày cuốc? Bây giờ thì mình sẽ trực tiếp đi vào hướng dẫn anh em chơi và hướng dẫn anh em kiếm cái đồng tiền vàng và quy đổi ra cái đồng USDC để cho anh em tham khảo nhé. Đầu tiên để tham gia vào trong tựa game ngày hôm nay, bước đầu tiên anh em tải giúp mình tựa game này xuống. Link tải thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em tải xuống nha. Anh em hoàn toàn có thể tải xuống ở trên trình giả lập hoặc là tải xuống ở trên các thiết bị Android nhé. Sau khi mà anh em tải xuống tựa game rồi, anh em tiếp tục tải giúp mình một cái ví có tên là ITS. Thì link tải ví này mình sẽ để ở dưới phần mô tả video để cho em tiện anh em tải về. Và mục đích của việc tải ví này dùng để làm gì thì một chút nữa mình sẽ giải thích và hướng dẫn anh em nha. Sau khi mà anh em hoàn thành tải xong cái tựa game này về máy và tải xong cái ví ITS thì anh em bắt đầu truy cập vào tựa game nhé. Sau khi mà anh em truy cập ấy, anh em cứ cấp quyền cho nó và nó sẽ tải một số những tài nguyên liên quan đến đồ họa của game. Và cái tài nguyên này tải khá lâu đó, nên là mình đã tải sẵn về máy rồi. Nhưng mà anh em chỉ cần làm theo cái hướng dẫn của tựa game là anh em có thể tải cái tài nguyên này về rồi nhé. Không quá khó đâu. Đó, nó sẽ hiện lên cho anh em một cái thông báo update này. Anh em bấm vào OK nhé. Thì đối với tựa game ngày hôm nay sẽ có hai cách để cho anh em đăng nhập. Cách thứ nhất là đăng nhập bằng tài khoản Google. Cách thứ hai là đăng nhập bằng tài khoản Facebook. Nhưng mà mình khuyến khích anh em đăng nhập bằng tài khoản Google nhé. Chọn Google này. Tiếp theo là đến bước chọn server. Thì anh em có thể chọn server giống mình. Anh em có thể tham khảo cái server này của mình. Khi mà anh em chọn xong server rồi, anh em bấm vào màn hình để truy cập vào trong tựa game ngày hôm nay nhé. Và tiếp theo nhiệm vụ của anh em là tạo một con nhân vật cho tài khoản của anh em. Anh em bấm vào giúp mình cái mục này nhé. Tựa game ngày hôm nay sẽ có 5 phái để cho anh em lựa chọn. Nhưng mà mình thấy cái con nhân vật cuối cùng này là ok nhất. Đó, bởi vì mình đã trải nghiệm toàn bộ nhân vật ở đây rồi. Tất nhiên là anh em chọn nhân vật nào cũng được. Mỗi nhân vật lại có một điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Đó, anh em chọn con nào cũng được. Nhưng mà theo như mình thấy, mình sẽ chọn con này nhé. Sau khi mà chọn được phái rồi, anh em bấm vào đây này. Tiếp theo việc của anh em là tạo cho nhân vật một cái diện mạo. Mình sẽ lấy luôn cái diện mạo mặc định nha. Confirm này. Và anh em đặt tên cho cái tài khoản của anh em.
Ok, như vậy là mình đã tạo một cái tài khoản thành công. Và bây giờ mình sẽ truy cập vào trong tựa game này để hướng dẫn anh em chơi và kiếm cái đồng USDC nhé. Thì cái tựa game ngày hôm nay cũng giống như bao tựa game khác, mới đầu vào sẽ có cái hướng dẫn tân thủ. Và việc của anh em là làm theo những hướng dẫn tân thủ này nha. Sau khi mà anh em hoàn thành xong toàn bộ cái hướng dẫn tân thủ của cái dự án này rồi, thì anh em bắt đầu thao tác bước tiếp theo là kết nối ví. Anh em thoát ra giúp mình. Sau đó anh em vào giúp mình cái ví ITS nha. Truy cập vào này. Ở trong cái ví này sẽ có 3 cách để cho anh em đăng nhập, anh em chọn cách nào cũng được nhé. Sau khi mà truy cập được vào trong cái ví này, anh em đồng ý với toàn bộ cái điều khoản của ví nha. Anh em đặt nickname cho cái ví của anh em. Anh em đặt nickname là gì cũng được, tùy anh em thôi. Tiếp theo là đặt password cho tựa game ngày hôm nay. Lưu ý là password này anh em phải nhớ để dùng xác thực giao dịch của anh em nhé. Ok, sau khi mà ra được cái màn hình chính như thế này là anh em đã tạo ví thành công rồi. Anh em quay trở lại với tựa game ngày hôm nay. Sau khi mà anh em vào được trong cái giao diện chính của game rồi, anh em bắt đầu tiến hành kết nối ví. Anh em bấm vào giúp mình cái phần coin nhé. Đây cái phần này, phần coin nha. Bấm vào này. Nó sẽ hiện lên cho anh em một cái thông báo để kết nối với cả cái ví ITS nha. Anh em bấm vào link account. Đây, bấm vào mục này nhé. Bấm vào này. Nó hiện lên cho anh em một cái thông báo như thế này là chúng ta đã kết nối ví thành công. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang một cái app chính của mình cho nó đầy đủ tính năng. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi và hướng dẫn anh em kiếm cái đồng USDC ở trong tựa game ngày hôm nay nhé. Và đây là cái app chính của mình. Mình đã chơi tựa game này được độ khoảng 3 ngày rồi. Và mình chơi không liên tục nha, bởi vì công việc của mình khá là bận. Và level của mình hiện tại là 30. Đó, anh em chơi đến level 40 thì anh em mới bắt đầu có thể quy đổi vàng ra đồng USDC được nha. Cụ thể cách quy đổi và cách chơi như thế nào, bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào game nhé. Và đây là cái giao diện của một cái map ở trong tựa game ngày hôm nay. Bây giờ thì mình xin phép là chia sẻ đến anh em một số thông tin về dự án nha. Đầu tiên là về đồ họa, thì đồ họa theo như mình thấy ở đây là khá đẹp. Những skill, những chiêu thức của nhân vật ấy thì cũng rất là đa dạng. Anh em hoàn toàn có thể trải nghiệm được điều này khi mà anh em tham gia vào trong tựa game ngày hôm nay nha. Tiếp theo là đến cách chơi, thì cách chơi rất là đại trà rồi, nên là mình nghĩ là không nên đi quá nhiều về cách chơi nữa. Vì là anh em nào mà hay chơi những tựa game tương tự, ví dụ như là Mirror 4 hoặc là một số tựa game của nhà Wenmix ấy, thì chắc chắn là cái thể loại game này không quá xa lạ với anh em rồi. Nên là mình sẽ không đi quá sâu về cách hướng dẫn chơi game nhé. Mình sẽ đi chủ yếu về cách kiếm vàng và cách quy đổi cái đồng USDC ở trong cái video này. Ok, và ở trong tựa game ngày hôm nay sẽ có hai mục mà mình muốn anh em lưu ý tới. Đó là hai cái phần nhiệm vụ này. Hai phần nhiệm vụ này là hai nguồn thu nhập vàng chính của anh em, nên là anh em cần lưu ý nha. Và để hoàn thành hai cái nhiệm vụ này rất đơn giản thôi, anh em chỉ cần bấm vào mỗi nhiệm vụ nhé. Anh em bấm vào nhiệm vụ này thì nhân vật của anh em sẽ tự động hiện lên cái gợi ý và tự động đi làm nhiệm vụ cho anh em. Đối với nhiệm vụ thứ hai cũng vậy nha, anh em làm tương tự. Thì đối với cả nhiệm vụ này thì mỗi nhiệm vụ lại có một cái phần thưởng khác nhau. Ví dụ như là phần thưởng ở đây là trang bị này, phần thưởng là vàng. Đó, mỗi nhiệm vụ lại có số lượng phần thưởng và cái phần thưởng khác nhau, nên là anh em làm nhiệm vụ nào thì cũng sẽ nhận được phần thưởng của tựa game này, và đa số là vàng nhé. Vàng này anh em cần dùng rất nhiều ở trong tựa game. Vàng dùng để quy đổi ra đồng USDC này, vàng dùng để mua trang bị này, và vàng dùng để mua một số vật phẩm ở trong tựa game này. Ở trong cái tựa game ngày hôm nay, cái tài nguyên chính ở đây là vàng nhé. Và tiếp theo, đối với tựa game ngày hôm nay, anh em hoàn toàn có thể treo máy bằng cách là mở chế độ auto, chế độ tự động chơi. Ở đây sẽ có hai phần tự động chơi, đó là tự động tiêu diệt quái này. Đối với cái phần tự động tiêu diệt quái này thì nhân vật của anh em sẽ tự động đi tìm những con quái để tiêu diệt. Còn đối với cả cái tự động chơi này thì nhân vật của anh em sẽ tự động chơi game nhé. Và bởi vì tựa game ngày hôm nay có cách chơi khá đại trà nên là mình sẽ không đi quá nhiều về cách chơi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái phần hướng dẫn kiếm tiền đối với tựa game ngày hôm nay nha. Ok, đầu tiên để kiếm được thu nhập ở trong tựa game này thì anh em phải kiếm được thật nhiều vàng. Cái vàng đây chính là vàng của trò chơi nha. Thì vàng này anh em kiếm được ở đâu? Kiếm được bằng cách làm nhiệm vụ này, kiếm được bằng cách là tiêu diệt quái vật này, và kiếm được bằng cách là tham gia một số chế độ chơi ở trong tựa game này. Anh em vào giúp mình cái phần ba gạch nhé. Và tất nhiên những chế độ chơi này khi mà anh em mới bắt đầu ấy sẽ không có đâu. Anh em chơi dần dần, anh em lên level thì nó sẽ mở chế độ chơi cho anh em. Thì ở trong tựa game ngày hôm nay sẽ có chế độ ngục tối này. Ở trong phần ngục tối này anh em hoàn toàn có thể tham gia tiêu diệt boss để thu về vàng. Và có một chế độ nữa là tiêu diệt quái vật cấp cao. Thì ở trong cái chế độ tiêu diệt quái vật cấp cao này, anh em phải bỏ vàng ra để tham gia, và từ đó anh em có thể đi tiêu diệt boss để nhận về vàng nhé. Và đó là một số chế độ chơi ở trong tựa game ngày hôm nay. Vậy thì khi mà anh em kiếm được vàng rồi, anh em sẽ đổi ra cái đồng USDC bằng cách nào? Anh em vào giúp mình cái phần coin nhé. Và ở đây có một cái lưu ý là để đổi được ra đồng USDC là anh em phải kết nối ví trước. Và mình đã hướng dẫn anh em kết nối ví trước đó rồi. Ok, anh em truy cập giúp mình vào phần coin. Anh em chuyển giúp mình sang cái phần bên này nhé. Đây phần này.
Đây chính là cái phần dùng để quy đổi vàng ra đồng USDC ở trong tựa game ngày hôm nay. Và câu hỏi đặt ra bây giờ là tỷ lệ quy đổi là bao nhiêu, điều kiện quy đổi là gì, cách quy đổi như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Đầu tiên là điều kiện quy đổi, anh em phải đạt cái level 40 thì mới bắt đầu quy đổi được nha. Ở đây hiện tại level của mình là level 30 thì phải. Hiện tại level của mình là level 30 nha. Anh em cày rất nhanh thôi, nếu như anh em treo máy chăm chỉ thì cày rất nhanh. Quay trở lại với cả cái phần quy đổi vàng ra đồng USDC của ngày hôm nay thì theo như anh em thấy đây sẽ có 3 mốc để quy đổi: mốc 200 triệu vàng, mốc 1 tỷ rưỡi và mốc 5 tỷ. Thì đối với mốc 200 triệu vàng này, anh em sẽ có thể quy đổi ra bao nhiêu cái đồng USDC? Anh em vào giúp mình cái phần USDC ở đây nhé. Đối với cả cái mốc 200 triệu vàng, anh em có thể quy đổi ra được là 31,5 cái đồng USDC. Và tương tự với cả cái mốc càng cao thì số USDC anh em nhận được sẽ càng nhiều, và lớn nhất ở đây là 1580 đồng USDC. Và để mở khóa được tính năng quy đổi, chắc chắn anh em cần thỏa mãn được cái điều kiện là level nhân vật của anh em là phải level 40 trở lên nhá. Để đổi được ra cái đồng USDC ấy, khi mà em đặt level 40 rồi, anh em vào đây để mua cái gói mà em cần mua. Ví dụ anh em đủ 200 triệu vàng rồi, anh em mua cái gói này. Sau đó em vào giúp mình cái phần USDC này để cho anh em đổi ra cái gói 200 triệu vàng. Đây chính là cái phần anh em cần đổi. Đối với cả cái gói 200 triệu vàng, anh em sẽ nhận được 31,5 đồng USDC. Anh em chỉ cần bấm vào đây và xác nhận một số những giao dịch của dự án. Sau đó thì cái đồng USDC này sẽ được chuyển về trong cái ví mà em đã kết nối với tựa game nha. Cụ thể ở đây là cái ví ETS, nó sẽ chuyển về trong cái địa chỉ ví ETS của anh em. Và từ cái địa chỉ ví này, anh em chuyển lên sàn hoặc là chuyển trực tiếp cho mình để bán cái đồng USDC nhé. Và đó là toàn bộ những thông tin về trong cái dự án game ngày hôm nay. Nói tóm gọn lại là anh em phải cày vàng. Có rất nhiều cách cày vàng. Cách thứ nhất là làm nhiệm vụ, cách thứ hai là đánh bot, cách thứ ba là tham gia một số những chế độ ở đây. Và số vàng để quy đổi ra được cái đồng USDC là một số lượng vàng rất là lớn. Nên là vì thế mình nghĩ là rất phù hợp với anh em nào là dân cày cuốc nha. Để đạt được số vàng này không phải là dễ nhá, không phải là dễ đâu. Nên là anh em cần cân nhắc trước khi mà tham gia. Nếu như anh em cảm thấy anh em có thể cày được ngàn này vàng thì anh em hãng tham gia. Còn nếu như không thì anh em hãy chọn tham gia những dự án khác, mà mình sẽ lên một số dự án mới hơn để cho anh em tham khảo và tham gia nhé. Và đó là toàn bộ thông tin của dự án game ngày hôm nay. Video của mình đến đây cũng đã dài rồi. Video tiếp theo sẽ là về một tựa game miễn phí để chơi, miễn phí để kiếm tiền, cực kỳ hay và hấp dẫn. Nên là anh em đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.